Giang tiếp tục lên cái sòi này nha các bạn. Lên anh mé nhánh này trước nha các bạn. Rất là nhiều mũi. Nhiều mái nhà. Nhà và cái mái nhà rất là nhiều. Đây có tổng nhiều nhỏ nha. Vô quanh cái nhà này nha các bạn. Dạ lên các bạn. Giờ anh ta bấm mấy nhánh nhỏ trước nha bạn. Giờ phải treo dây quá rồi. Giờ chú Tư cũng thảy dây lên cho anh Giang treo cái nhánh đó trước nha. Kèo lên xử lý ô ong trước nha bạn. Cái này có ô ong nữa nè. Rồi bay ra rồi nè. Mấy con rồi Giang ơi? Lên xịt xong rồi mà. Giờ anh Tư cái dây lên trên Giang anh chặn nữa mà. Treo mấy nhánh này nha. Ném mấy nhánh nhỏ trước mà. Nằm ngang mấy nhà này quá xuống nước bay. Wow, vừa ngay luôn bay, vừa ngay góc luôn nha. Bắt đầu lôi xuống các bạn, chặn xuống nha. Bắt đầu lên trên đó các bạn, lên trên anh bầm mấy cái nhỏ nó xuống trước nha. Anh bầm mấy cái nhỏ ra trước mà. Nhỏ xuống luôn nha các bạn. Dưới đây đây có luôn nước luôn nha các bạn. Đây thì mấy cây mai kiển nha các bạn. Cho nên anh bầm nhỏ rồi hết nha. Đang lên trên luôn rồi.
qua nhánh phía sau lưng anh nha. Và nó tắt đèn còn nữa nè. Đi xài khá là bật các bạn. Quá trời bật luôn. Mình bấm luôn mấy cái nhỏ tiếp. Quá hay, ngay đường đi luôn các bạn. Đoạn xuống bấm mấy cái khúc nhỏ nó ra luôn rồi. Xuống bấm cái nhỏ bên kia rất công. Rồi, rất nhảy xăng luôn các bạn. Để tháo dây an toàn xuống hạ mấy cái nhánh bên kia trước các bạn. Hạ bên kia rồi lên cho nó hạ mấy nhánh kia xuống tiếp nè. Cái xài quá trời bịch luôn rồi. Để anh qua nhánh đây các bạn. Co của ta luôn nha mà, cái người nhánh lớn luôn mà, nghe thằng trống này hết luôn nha mà, wow, người nhánh lớn luôn mà. Điều đó anh đứng bấm khúc luôn nha bạn.
qua cái nhánh kia nha bạn, bấm cái nhánh kia xuống sông rồi phải cho mấy nhánh trên đọt này xuống nha. Rồi thằng này nhánh lớn luôn rồi, rớt luôn nha bạn. Cho nguyên nhánh lớn luôn, rớt các bạn. Wow. Trống đều đầu lên hạ hai nhánh trên này luôn. Rồi trở lên nhánh trở lên nha các bạn. Rồi đầu hạ lại thì mấy nhánh kia xuống luôn nha. Xuống nguồn nhánh lớn luôn mà. Xuống luôn luôn mà. Wow. Chén này luôn nha bạn. Xuống luôn bài. Quá hay. Wow. Đang toàn rồi các bạn. Còn hai ba nhánh nhỏ nó bấm dài xuống đầu là hạ gốc luôn các bạn. Bên kia mình đứng qua không được nha. Xuống luôn mày. Wow.
được luôn rồi. Wow. Cái dây nổi xuống luôn rồi. Thì chặn dây đến bấm ngang cái đóng luôn. Rồi xong các bạn. Kết thúc video đây nha. Hẹn gặp lại video sau nha. Rồi, nhấn luôn.